Cộng đoàn thân mến, Chúa nói, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng thương yêu nhau. Thánh Camelo Lenly là người đã luôn yêu thương, giúp đỡ những kẻ ốm đau tật nguyền. Ngài là đấng thánh sống đời khó nghèo, nhưng lại giàu có về lòng yêu thương bác ái. Thánh Camelo sinh ngày 25 tháng 5 năm 1550 tại Vương quốc Napoli. Ý đại lời, trong một gia đình quyền uy thế giá, thuộc giáo phận Chieti miền Lenny. Suốt quãng đời niên thiếu, nhất là từ năm 20 tới 25 tuổi, thánh nhân đã sống không trong sáng lắm. Ngài gia nhập quân đội, ham mê đua đòi, ăn chơi phóng túng, xa hoa trụy lạc. Vì những sa đọa, thánh nhân phải đi vào nhà thương thánh Giacobbe tại Roma. Nằm bệnh viện, thánh nhân cảm thông với những đau khổ của bệnh nhân. Những tiếng rên la của những con vật đã giúp Ngài nhận ra tiếng Chúa. Lời tin mừng của Chúa đã nói, ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm, như vang vọng trong Ngài và thắp lên trong tim Ngài ngọn lửa yêu mến các linh hồn, đã thúc đẩy Ngài phải yêu thương và yêu thương nhiều hơn nữa các linh hồn. Các người đau yếu, những kẻ tật nguyền, chính vì thế thánh nhân đã tình nguyện ở lại bệnh viện giúp đỡ các bệnh nhân và xin gia nhập dòng Phanxicô khó nghèo. Cuộc đời của thánh nhân là một chuỗi những thử thách, những giằng co, những tiếc nuối. Thánh nhân đã hai lần xin xuất tu và lại hai lần xin tu lại rồi lại được chấp nhận. Ý Chúa thật nhiệm màu, thánh Camelo đã lắm sứ mạng linh mục vào năm 1584 tại Roma. Với lòng nhiệt thành, yêu thương những người đau khổ, những bệnh nhân, thánh nhân đã lập hội linh mục để giúp đỡ các bệnh nhân vào năm 1582. Thánh nhân đã thêm một lời khấn thứ tư vào ba lời khuyên tin mừng. Lời khấn của người tu sĩ phải săn sóc các bệnh nhân, bất chấp đó là bệnh gì, dù có bị lây lan truyền nhiễm. Lời khấn này là lời khấn rất nghiêm ngặt và ràng buộc người tu sĩ trong hội linh mục của thánh Camelo. Vì theo Ngài, đó là lời mời gọi xuất phát từ lòng nhân lành, chặt lòng thương của Chúa. Dù thánh Camelo đang mang trong người nhiều chứng bệnh như nhức đầu kinh niên, chứng lở loét đau dạ dày luôn dày vò hành hạ Ngài, thánh nhân vẫn hăng say phục vụ, thăm hỏi các bệnh nhân. Ngài luôn vui tươi, hân hoan vì được phục vụ các người bệnh tật đau yếu. Ngài cảm nghiệm sâu xa lời Chúa, không có tình yêu nào cao bằng tình yêu của người hiến mạng sống mình vì người mình yêu. Hoặc, hãy đến đây với những kẻ cha tôi chúc phúc. Tôi đau yếu, anh em đã viếng thăm. Tôi bảo thật anh em, điều gì anh em làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của tôi đây, là anh em đã làm cho chính tôi vậy. Thánh Camelo sau những năm tháng miệt mài, tận tụy với sứ vụ của mình, Ngài đã chịu biết bao tủi nhục và ưu phiền, nhưng lúc nào Ngài cũng cảm thấy hạnh phúc. Cha Camelo qua đời ngày 14 tháng 7 năm 1614 tại Genoa, nước Ý. Cha được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 14 tôn phong lên bậc chân phước ngày 7 tháng 4 năm 1742. Và 4 năm sau, ngày 29 tháng 6 năm 1746, Ngài nâng cha Camelo lên hàng hiển thánh. Vào năm 1930, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã đặt thánh nhân làm quan thầy các nhân viên bệnh viện và các bệnh nhân hấp hối. Giờ đây, hòa với niềm vui chung của giáo hội, mời cộng đoàn đứng lên cùng hiệp dâng thánh lễ với gia đình chăm sóc bệnh nhân của giáo xứ để cảm tạ hồng ân Thiên Chúa trong ngày lễ kính thánh bổ mạng.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phục vụ rất thân mến, hôm nay chúng ta, cộng đoàn giáo xứ chúng ta cùng hiệp với gia đình chăm sóc bệnh nhân dâng thánh lễ nhớ Thánh Linh Mục Camelo Lani. Ngài là một người đã phải chịu đau khổ với Chúa Giêsu khi mang trong mình những căn bệnh về dạ dày cũng như chứng nhức đầu kinh niên. Tuy nhiên Ngài lại là một vị sống theo lời Chúa bằng cách suốt cuộc đời chăm lo cho những người đau yếu bệnh tật, những người nghèo khổ. Vậy chúng ta dâng thánh lễ kính Ngài là bổn mạng của gia đình chăm sóc bệnh nhân. Quý ông, quý bà trong gia đình chăm sóc bệnh nhân hôm nay, chúng ta cùng hiệp với gia đình để dâng lời tạ ơn Chúa và xin Chúa tiếp tục ban ơn cũng như ban thêm lòng quảng đại để quý ông, quý bà trong gia đình chăm sóc bệnh nhân và tất cả cộng đoàn giáo xứ chúng ta, mỗi một người luôn luôn biết sống tình yêu thương của Chúa ở giữa cuộc đời của mình. Và trước khi dâng thánh lễ, xin cộng đoàn chúng ta cùng chúc mừng lễ bổn mạng của gia đình chăm sóc bệnh nhân bằng cách chúng ta với một tràng pháo tay để chúc mừng. Hiệp dâng thánh lễ này, chúng ta hiệp với gia đình chăm sóc bệnh nhân mừng quan tài, cầu cho các hội viên còn sống cũng như đã qua đời. Cầu cho linh hồn Anna hứa dấu 100 ngày, linh hồn Du Sa Phúc. Cầu cho các linh hồn thiên nhân và xin cho gia đình bình an. Cho Anna Tú, Anna Đào, linh hồn Du Sa và Anna nhân ngày dỗ, linh hồn Anna Cương, Maria Đắng. Giờ đây chúng ta thành tâm thống hối tội lỗi thiếu sót hoặc xứng đáng dâng thánh lễ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Love.
Ngươi
Thánh Phaolô đã được ơn kêu gọi từ nơi Thiên Chúa. Một lần nữa, trong thư gửi tín hữu Corinto lại nhắc cho chúng ta về ơn kêu gọi mà mỗi người chúng ta đã lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa trao ban. Vì thật ra, những gì mà người đời cho là dại khờ, yếu hèn, thì nơi Thiên Chúa, Ngài lại cho trở nên khôn ngoan, mạnh mẽ và vinh dự trong Chúa Giêsu. Mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em thử nghĩ lại xem, khi anh em được Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. Trong những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, hầu không một phạm nhân nào dám tự phục trước mặt người. Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Kitô Giêsu, đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta. Sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hóa và cứu chuộc anh em. Hợp như lời đã chép rằng, ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa. Đó là lời Chúa. Nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lời cha, vì đó là điều đẹp ý cha. Cha tôi đã trao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa cha, cũng như không ai biết rõ Chúa cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Cha là Chúa trời đất, con ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không mặc khải cho những người khôn ngoan biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Kính thưa quý cộng đoàn phục vụ rất thân mến, Chúa Giêsu bảo hôm nay Ngài bảo với chúng ta rằng Ngài tạ ơn Thiên Chúa bởi vì Ngài vì Thiên Chúa đã mặc khải cho những kẻ bé mọn biết những điều này, biết cái điều này là điều gì, và tại sao lại không mặc khải cho những kẻ khôn ngoan. Như vậy Chúa chê trách người ta trở nên khôn ngoan hay sao, và kẻ bé mọn đó là kẻ như thế nào? Liên tục 3-4 câu hỏi chúng ta đặt ra như vậy để chúng ta từ từ trả lời và hiểu rõ lời Chúa.
Thứ nhất, Thiên Chúa Ngài không bao giờ chê bai, trách móc sự khôn ngoan của con người, cũng như Ngài không bao giờ chê bỏ cái sự giàu có của con người. Nhưng Ngài chỉ không ưa cái kiểu khôn ngoan theo kiểu người đời, khôn ngoan theo cái kiểu vô đạo đức, khôn ngoan theo cái kiểu chèn ép người khác. Ngài chỉ không ưa cái kiểu giàu có mà kiêu căng, giàu có mà không biết mình, giàu có mà không biết sống tình yêu thương. Ta xác định điều thứ nhất. Điều thứ hai, Chúa bảo mặc khải cho những người bé mọn. Người bé mọn là người nào? Trong Tin Mừng rõ ràng Chúa bảo người bé mọn là người kẻ nghèo khổ, người đau yếu bệnh tật, và nhất là những người biết mình giới hạn, biết mình là loài thụ tạo, biết mình là kẻ tội lỗi, để rồi không cậy dựa vào bất cứ một cái gì ở tình gian này, danh vọng, quyền lực hay tiền của, nhưng nhận Chúa làm gia nghiệp. Nhận Chúa làm gia nghiệp cuộc đời của mình, để cuộc sống như mọi việc làm đều quy về Thiên Chúa tất cả. Mọi vinh quang và danh dự đều quy về Thiên Chúa là Cha toàn năng. Trong mỗi thánh lễ chúng ta đều nghe như thế. Đó là những người bé mọn. Không phải cứ hễ nghèo là trở thành kẻ bé mọn. Người ta nghèo, người ta có thể gian tham, nghèo mà không trong sạch, nghèo mà sống không đạo đức thì không phải là kẻ bé mọn. Vậy câu hỏi tiếp theo ta trả lời đó là tại sao Chúa lại không mặc khải cho những người khôn ngoan mà lại mặc khải cho những người bé mọn? Thưa, bởi vì những kẻ khôn ngoan họ cảm thấy họ đủ rồi, khôn ngoan quá rồi, thế cho nên họ không cần Thiên Chúa nữa, đâu có nhận Chúa làm gia nghiệp. Tôi lấy tiền, tôi lấy quyền, tôi lấy danh tiếng, tốt hơn là nhận Chúa làm gia nghiệp. Còn người bé mọn biết mình cho nên họ khiêm tốn, họ sống tâm hồn nhỏ bé để nhận Chúa làm gia nghiệp. Thế cho nên Thiên Chúa Ngài mặc khải cho họ biết những điều này, nghĩa là biết cái giá trị của Tin Mừng, biết cái giá trị của đời sống công chính thánh thiện mà Thiên Chúa đã qua Đức Giêsu đến trần gian để dạy dỗ cho con người ta. Bởi vậy Chúa bảo mặc khải cho những kẻ bé mọn biết những điều này. Thưa quý ông bà anh chị em, điều này chúng ta thấy rõ lắm. Con người nghe lời Chúa thì cảm thấy mình được an ủi, đời sống mình được biến đổi, là bởi vì họ nhận ra cái giá trị của lời Chúa và cái giá trị mang lại ơn cứu độ cũng như phẩm giá cho chính bản thân họ, làm cho đời họ trở nên tốt hơn. Thế còn cũng có rất nhiều kẻ không thèm nghe lời Chúa, hoặc là nghe xong rồi cũng như không nghe, chẳng biến đổi gì hết trong đời sống của họ. Thế cho nên Chúa bảo chỉ có những kẻ bé mọn họ mới nhận thức được những điều này, những điều mà theo lời bài đọc hai chúng ta nghe thấy lúc nãy công bố, những điều mà thế gian coi là khờ dại, là thua thiệt. Thiên Chúa sẽ lấy những điều đó để làm bẽ mặt những kẻ cho mình là đầy đủ và khôn ngoan. Rồi tiếp theo chúng ta nghe thấy Chúa bảo hỡi tất cả những ai đang mang gánh nặng hãy đến với tôi. Những kẻ mang gánh nặng thường là những kẻ bé mọn, những kẻ khiêm tốn, họ phải ép mình lại, họ từ bỏ những nét xấu, từ bỏ những tội lỗi để họ sống theo lời Chúa, cho nên cuộc sống của họ sẽ giống như là đi vào cửa hẹp, cho nên vất vả lắm, vất vả lắm, không được tự do phóng thoáng giống như những kẻ đi trên con đường rộng thanh thang, những kẻ không có ai ra gì đó. Thế cho nên Chúa bảo hỡi những kẻ đang mang gánh nặng nề vất vả đến với tôi sẽ cho bồi dưỡng cho, rồi hãy mang gánh của tôi vì bánh nhẹ nhàng và êm ái lắm. Rõ ràng
Ở đây chúng ta biết những người tự cho mình là khôn ngoan, những người không đón nhận lời Chúa làm gia nghiệp cuộc đời của mình thì không bao giờ họ tìm đến với Chúa để mang lấy ách của Chúa cả. Cái ách của Chúa, bởi vì cái ách của Chúa ấy, đó là cái gì? Thưa, đó là cái tình yêu. Cái ách của Chúa, Chúa bảo hãy mang cái ách của tôi, vì ách của tôi êm ái và gánh của tôi nhẹ nhàng lắm. Con nói ví dụ quý ông bà anh chị em ở nhà nuôi con cái cực khổ lắm, thế nhưng tại sao ta vẫn đôi khi ta cảm thấy vui, ta cảm thấy hạnh phúc? Thưa, là bởi vì tình yêu. Tôi yêu con của tôi cho nên tôi có làm việc vất vả tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Thế cho nên mang lấy ách của Chúa nghĩa là mang lấy tình yêu thấm nhập vào trong mọi lời nói, trong mọi việc làm, thì đương nhiên cái ách đó nó trở thành êm ái và nhẹ nhàng lắm. Cụ thể, có những người rất mong ước đến tham dự thánh lễ nghiêm trang sốt sáng vì xem đó là cái niềm vui, bởi vì họ yêu Chúa, họ tin vào Chúa. Còn cũng ngược lại, cũng có rất là nhiều người xem thánh lễ, giờ đọc kinh hay giờ cầu nguyện, đó là một cái ách vô cùng nặng nề, những cái việc mà luật đạo quá khắt khe làm cho họ bực bội nữa. Những lời dạy của Chúa Giêsu làm cho họ chói tai và bực bội lắm, là bởi vì không có tình yêu. Như vậy hôm nay giáo xứ cộng đoàn chúng ta đang nhìn vào cái gương tình yêu mang lấy ách của Chúa nơi quý ông quý bà trong gia đình chăm sóc bệnh nhân. Dĩ nhiên có rất nhiều các ban các giới, ban hành giáo, những người đang phục vụ. Tại sao họ làm những việc không công? Họ cũng có gia đình, họ cũng có công việc, họ cũng phải cầu nguyện, họ cũng phải kiếm tiền. Tại sao họ lại làm những việc mà không mấy ai muốn làm? Làm bởi vì thứ nhất, tâm hồn họ bé mọn, muốn nhận Chúa làm gia nghiệp. Thứ hai, họ muốn mang lấy cái ách của Chúa là tình yêu để trao ban cho anh chị em của mình. Nhưng bên cạnh đó, thưa quý ông bà anh chị em, quả như lời Thánh Phaolô cũng đã nói với chúng ta, tôi nghe nói trong anh em có nhiều kẻ chẳng làm cái gì mà cái việc gì cũng chó miệng vào. Thánh Phaolô khuyên những kẻ đó hãy ở yên mà làm việc, kẻo trở thành những kẻ hư đốn, ban hành giáo, quý chức, quý ông quý bà trong gia đình chăm sóc bệnh nhân, làm việc cho Chúa nhưng cũng không thiếu những lời gièm pha, nói ra nói vào của những kẻ xấu hổ xung quanh chúng ta. Bất kể chúng ta tốt đến đâu, kẻ nào sống con đường mọn mọn hèn mọn khiêm tốn giống như Chúa Giêsu, phục vụ vì tình yêu giống như Chúa Giêsu, thì chúng ta nhớ một điều, đó là chúng ta sẽ chịu đau khổ cùng với Đức Kitô. Bởi cứ nhìn lên Chúa mà xem, Chúa không giam một điều gì xấu cả, nhưng người ta treo Chúa lên thập giá. Vậy quý ông quý bà cứ yên tâm cố gắng và vững bước trên con đường Chúa Giêsu đã đi, vì phúc cho những kẻ đã sống theo lời dạy của ta, trở thành những kẻ bé mọn của Chúa, những kẻ khiêm tốn của Chúa, để mang lấy cái ách của Chúa ở giữa đời này để làm chứng cho Chúa. Vậy chúng ta trong thánh lễ này cầu nguyện cho tất cả những ai thật tâm phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân luôn luôn được Chúa bồi dưỡng bằng ơn thánh của Ngài và trả công bội hậu cho chúng ta cả đời này và đời sau nữa. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha hằng yêu thương chăm sóc chúng ta. Trong tâm tình ngày lễ Thánh Camelo, chúng ta hãy khiêm tốn dâng lời cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa ngày càng thấm nhuần tinh thần tám mối phúc thật để làm chứng cho Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin Chúa nhân lời chúng con. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người phục vụ bệnh nhân ở trên khắp thế giới được Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn xây dựng một thế giới tràn đầy tình thương ngày càng tốt đẹp hơn. Xin Chúa nhân lời. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những bệnh nhân nghèo khổ và những bệnh nhân trong cơn hấp hối được tràn đầy ân sủng để họ tìm thấy nơi Chúa nguồn an bình và hạnh phúc đích thật. Xin Chúa nhân lời. Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đoàn thuộc gia đình chăm sóc bệnh nhân của giáo xứ chúng ta luôn sống thánh thiện, hăng say phục vụ nơi các bệnh nhân để các bệnh nhân luôn đặt niềm hy vọng tín thác nơi Thiên Chúa trong thời đại ngày nay. Xin Chúa lạy Chúa, Cha luôn yêu thương những tâm hồn biết nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Vì lời chuyên cầu của Thánh Camilo, anh hùng của Đức Anh, xin Cha đoái thương nhân lời chúng con. Chúng con cầu xin là Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa nhân từ, xin chấp nhận của lễ hội Thánh Chúa Thiên Nhân này, chúng con đang cùng nhau tưởng niệm tình yêu vô biên của con một Chúa. Xin cho chúng con cùng biết nói gương Thánh Phaolô linh mục đề lại, nhờ đó tình yêu của chúng con đối với Chúa cũng như đối với nhau ngày càng thêm đậm đà thân thiết. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng ngự. Chúng con tạ ơn Chúa mà nơi mà lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa dùng đời sống đức tin kỳ diệu của các thánh như một năng lực luôn luôn mới mà làm cho hội thánh nên phong phú, và Chúa tỏ cho chúng con thấy những dấu chứng thật chắc chắn về tình yêu của Chúa. Hơn nữa, để hoàn tất chương trình cứu độ, chúng con được gương sáng đặc biệt của các ngài thôi thúc và luôn được các ngài sốt sáng chuyển cầu trước nhân Chúa. Vì thế, lời Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tôn ngô rằng:
Lạy Chúa, hôm nay chúng con hiệp với gia đình chăm sóc bệnh nhân trong giáo xứ Mừng Bổn Mạng, xin được lời tạ ơn Chúa và xin Chúa thương ban ơn trả công bồi hậu cho những người còn sống cũng như những người đã qua đời, và xin cho tất cả chúng con được thêm lòng quảng đại để sống tình yêu Chúa. Xin Chúa thương nhớ đến các tôi tớ Chúa là những linh hồn chúng con xin cầu nguyện hôm nay, là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bậc quen thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho tay được vào hướng anh sang tôn nhân Chúa. Chúng con này xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đáng sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và các thể thức người lên, chúng ta dám nguyện rằng
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa.